Tổng hợp tin tức thế giới ngày 22 tháng 11. Nông dân Thái Lan lo cạnh tranh sốt vó với sầu riêng tươi Việt Nam. Báo South China Morning Post đăng bài cho biết, nông dân Thái Lan đang lo lắng sau khi Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trong khối ASEAN sau Thái Lan được xuất khẩu chính ngạch sản phẩm sầu riêng tươi sang Trung Quốc. Thái Lan, nhà sản xuất sầu riêng lớn nhất thế giới, đã xuất khẩu vua của các loại trái cây này sang Trung Quốc mà gần như không có đối thủ kể từ đầu những năm 2000. Năm 2021, xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan sang Trung Quốc tăng kỷ lục 68% với việc cung cấp hơn 875.000 tấn trái cây. Nhưng những năm gần đây, Việt Nam và các nước xuất khẩu sầu riêng khác ở Đông Nam Á đã tham gia các cuộc đàm phán với Trung Quốc và Việt Nam đang nhanh chóng trở thành đối tác lớn của Trung Quốc về trái cây nhờ vị trí gần Trung Quốc và mạng lưới kho vận. Đức đề xuất cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ba Lan sau vụ tên lửa bay lạc. Đức đã đề nghị cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ba Lan để giúp nước này bảo vệ vùng trời của mình. Sau khi xảy ra vụ tên lửa bay lạc sang Ba Lan tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói với báo chí, vụ việc tên lửa rơi xuống Ba Lan tuần trước khiến hai người thiệt mạng, có vẻ do hệ thống phòng không của Ukraine bắn chứ không phải từ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO tăng cường hệ thống phòng không ở Đông Âu kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tháng 10 vừa qua, hơn chục đồng minh của NATO do Đức dẫn đầu khởi động sáng kiến cùng mua sắm hệ thống phòng không để tạo nên nhiều lớp bảo vệ, trong đó có Patriot. Trông gai đường quay lại Nhà Trắng của ông Donald Trump. Trong tuyên bố ra tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vào tối ngày 15 tháng 11 trước khoảng 400 khách mời tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, ông Donald Trump nói rằng mục đích của mình là làm cho nước Mỹ vĩ đại và huy hoàng trở lại. Tuy nhiên, những ngày sắp tới của ông có thể sẽ đầy thách thức vì một số rào cản pháp lý có thể cản trở chiến dịch vào Nhà Trắng của ông. Trong số đó, vụ quan trọng nhất liên quan tới cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về nghi vấn ông Donald Trump chuyển các tài liệu mật đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau khi rời nhiệm sở. Tiếp đến là cuộc điều tra của Ủy ban thuộc Hạ viện về vụ bạo loạn điện Capitol. Ủy ban này đã triệu tập ông Donald Trump vào tháng 10 vừa qua và yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan. Ngoài ra còn có phiên xử ở New York, Mỹ liên quan tới công ty Trump Organization của ông Donald Trump về cáo buộc gian lận và gian lận thuế. Ứng viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ muốn lập tiểu ban đặc biệt về Trung Quốc. Lãnh đạo phe đa số Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết ông sẽ thành lập một tiểu ban đặc biệt về Trung Quốc nếu trở thành Chủ tịch Hạ viện. Trước đó vào ngày 15 tháng 11, nghị sĩ Kevin McCarthy được bầu làm lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ. Như vậy, ông Kevin McCarthy trở thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Hạ viện sau khi Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống Joe Biden mừng sinh nhật lần thứ 80, lập kỷ lục mới. Tổng thống Joe Biden bước sang tuổi 80 vào ngày 20 tháng 11, trở thành nhà lãnh đạo trên 80 tuổi đầu tiên của nước Mỹ. Trước lễ sinh nhật, Tổng thống Joe Biden đón tin mừng khi Đảng Dân Chủ của ông duy trì quyền kiểm soát Thượng viện cũng như ngăn chặn thành công làn sóng đỏ của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, đối thủ của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, tối ngày 15 tháng 11 tuyên bố ra tái tranh cử năm 2024 và được dự báo sẽ ít nhiều gây khó khăn cho nhà lãnh đạo đương nhiệm.